Như vậy là anh tôi sử dụng máy khoan chiến tranh đã được thả vào trận đánh này, chứ không phải là trại lính. Rồi máy khoan và bật gồng cùng anh em lên, Headhunter đang bắt họ em Queen của đội bạn. Máy khoan chiến tranh cũng đang hỗ trợ đội quân rất tốt ở trong tình huống này. Phản tiêm xếp, và các bạn nên nhớ máy khoan chiến tranh nó sẽ gây choáng cho những công trình mà nó tác động lên. Vậy là đầu tư dòng điện để ăn vào khu vực nhà chính. Nhưng bạn ở đấy, tôi tưởng bạn không băng, nhưng không ăn được đâu. Không ăn được. Tin tôi đi. Tạch đi. Ôi giời, vẫn kịp lụng nhưng mà tốn 2 băng và 1 cuồng độ trong pha xử lý vừa rồi. Như vậy là một cầu thủ của Đan Mạch vừa mới có một bị phạm lỗi và ăn thẻ vàng. Úi dồi, bom đen chỗ này rất nhiều, đội bạn cũng đã kịp gồng lên. Lúc này đây đã bốc kịp khu nhà chính thì bắt đầu bạn ấy múa kiểu khác rồi. Nhưng mà đội bạn cả này ít nhất là vẫn được 2 sao. Tải dễ ẹp mà sếp. Cách tải trong bio TikTok của tớ đấy. Đúng rồi, vâng. Một máy bình luận, một máy bóng đá, một máy đọc, một máy chơi. Ba máy. Chào các sếp nhá. Ca này đôi bạn không ổn đâu. Bởi vì hai cái thổi gió nó đang thổi ngược bầy rồng. Đấy. Tớ nghĩ là trận này bạn ấy không ăn được đâu. Nếu mà tỷ lệ phần trăm thì có thể là vẫn cao hơn mình. Và bạn có lợi thế là hơn 1 sao. Mà không sao cả. Những lượt còn lại chúng ta đánh 3 sao hết là được. Đã win lắm nè. Game dễ. Chào tất cả anh em một vô nhá. 44 giây. Úi giời. Queen vẫn chưa gồng. Đừng đùa với pháo đầy đá, đau lắm. Pháo đầy đá mà máy bắn đá nó đứng bảo kê ở góc này nữa thì đinh. Queen bay mau. Một hit nữa là Queen bay mau này. Một nhịp này. Đùm. Đứt ngay. Vâng, 96% là cũng căng á. Đánh nhà của sếp Tuấn bọ cạp. Đấy. Cái bay này. Ô, đội bạn rất dị. 11 Inferno Dragon và Dark Rider. Đánh 3 bình thường 2 set. Càng. Combo dị rồi đây. Vật lý Ấn Độ có triển khai được cái gì nó lạ lạ không? Vào coi World Cup đi sếp ơi. Đang để sẵn ở đây rồi nha. Sếp xem thì cứ xem nha. Vâng. Pháp vừa có một cú sút vào khung thành ấy nhưng mà không thành công. Tiếp tục. Vậy King Queen bộ đầu tư để vào chỗ pháo này đá luôn cơ đấy. Cảm từ kinh luôn. Đầu tư vào đóng bằng. Sao nhồi vào nháo nét được kìa. Nhồi nộ đã có. Ô ngon. Không ăn được khu vực nhà chính. Ô vui. Được đấy, nét đấy. Nhưng mà sẽ ăn được. Bởi vì từng này anh em sẽ ăn được. Nhưng mà trận này thì không lia được rồi. Vận lý Ấn Độ đã bị xử lý trong ca này không? Còn em Royal và em Queen chưa gồng. Thì em còn lại đang bắn. Em Queen vẫn đang thủ tốt. Úi giời. Phải thế chứ anh em, nhuộm đỏ không chát nào. Việt Nam cố lên nào. Rồi chỉ 1% phá hủy ít là được. Em Royal đã gồng. Queen. Ôi cũng không ít đâu, bởi vì em Queen nó chạy vòng ngoài nó mút được đấy. Trận này sẽ vẫn phải là 9x.
vẫn sẽ là 9x cho đội bạn. Bởi vì là bây giờ thì Royal nó ăn công trình phòng thủ ở trong, và em Queen cứ vậy là vét ở những công trình ngày phía ngoài. Đấy, thế nó mới căng. Đấy, kiểu gì cũng 9x cơ. Như vậy là sau hai lượt đánh đầu tiên thì đội bạn đã hơn về cả sao và về tỷ lệ phần trăm phá hủy X-Bow mà đất bắn là đứt này, đứt ngày. Và đội bạn có 92%. 92%. Bởi vì em Headhunter dưới này em sẽ ăn được 1%, và em cung ở trên này cũng sẽ ăn được 1% nữa. Là 92 đấy. Ok, mời sếp. Trận đánh siêu rồng cho sếp Tuấn Võ Cạp. Có một bình nhân bản đi ngược dưới lên bằng cây thổi gió này ở đây luôn. Pit nó vẫn kích hoạt được một lượt, nó vẫn kích hoạt được một lượt. Độc dược nó sẽ gây khó chịu được pha này đấy. Ui, lại cả xoáy. Thắng rồi. Nhanh lên, không độc vẫn chết rồi sao? Mày bắn đá đau quá. Cố lên siêu rồng. Một hit vào nhà chính là xong nào. Đúng. Sập nhà chính rồi. Chập rồi. Em Queen gâu lên. Đầu tư pha đóng băng để bắt Queen và bắt được cái máy bắn đá bên hông. Rất tốt cho Tuấn Bọ Cạp. Tuy nhiên mối nguy hiểm lại là Ifro một tia ở ngay sau hội thành, khi mà bầy rồng ở phía trước này của chúng ta bị dính độc cơ. Nguy hiểm ở chỗ đấy. Và thành niên kinh chưa gồng kìa. Mòm đèn thắng thật. Quản giáo cố lên nào. Quản giáo đang được ngựa bơm, nhưng quản giáo không ăn vào Inferno một tia. Tại sao thế? Vâng, tại sao thế hả quản giáo? Vâng, để Inferno một tia một bình tao chấp hết kìa. Đau đầu thật. Con tim ta đau quá men ơi. Ui giời ơi, Đan Mạch vừa có một cú sút nhưng không vào. Vâng, 93%. Inferno một tia khắm thật. Trời. Anh Trọng sẽ là người đánh lượt thứ tư bằng Minor Hawk. Đang có và đi Queen. Cảm ơn sếp Huỳnh đã tặng em cốc trà đá nhá. Một sao á, Phú DJ. Sếp Trọc đi Phượng Hoàng với Queen à. Vẫn chưa bơm cuồng nộ luôn cho Queen à sếp. Độc trước và chưa hề bơm cuồng nộ luôn. Rất căng. Giờ mới là lúc bơm cuồng nộ. Uầy, hút được một quả bom đen. Chật trời thật sự chứ. Đang rất nóng. Đã quăng độc. Đã quăng độc để cứu Queen. Và như vậy là anh tôi sử dụng máy khoan. Máy khoan chiến tranh đã được thả vào trận đánh này, chứ không phải là trại lính. Rồi, máy khoan và bật gồng cùng anh em lên. Headhunter đang bắt vào em Queen của đội bạn. Tiếp tục, đội quân vẫn đang lên. Anh em tốt quá, một pha hồi máu nữa. Bơm tiếp cuồng nộ cho Queen. Đột nhập rất sâu cụm khu phía trong. Và có lẽ sẽ phải bật gồng Queen ở trong pha này. Không, anh ấy sử dụng bình tàng hình rồi. Máy khoan chiến tranh cũng đang hỗ trợ đội quân rất tốt ở trong tình huống này. Phán tiếp xếp. Và các bạn nên nhớ, máy khoan chiến tranh nó sẽ gây choáng cho những công trình mà nó tác động lên. Đây sẽ là một điểm cộng rất lớn trong cái combo Minor Hawk này. Em Queen vẫn đang rất khỏe. King đã bật gồng chưa ta? Rồi, hay quá. Vâng, phóng độc, vâng, thằn lằn phóng độc. Mặc dù hết máu, thanh niên vẫn độc hồi máu, căng lắm. Khí thế thật sự chứ. Em Queen đang đục tường. Máy khoan chiến tranh, các bạn nên nhớ ở trong đấy còn lính. 50 giây trong trận này. Băng giá bịt con Royal của đội bạn là băng giá.
Đúng rồi. Hay quá, bắt được con roi của champion rồi. Anh ơi cố lên. 36 giây. Lực lượng của chúng ta vẫn đang cố gắng đi vét. Yes. Cố lên anh. Vâng, 700 khán giả đang tin vào trận đánh này của sếp. Hay quá sếp ơi, anh em nhuộm đỏ không cha đi chứ còn gì nữa. Vâng, Việt Nam cố lên, anh em Hà Nội Royal mãi đỉnh, anh Trọng phấn khởi quá rồi. Một trận đánh mai nữa không, với cả cô máy chiến tranh quá hay luôn. Tuyệt vời. Nét như Sony. Và đây mới là bước ngoặt của trận thi đấu này. Rồi. Vâng, bên đội bạn đánh nhà của Tổ. Để xem. Giáp à? 6 set và một động đất, Giáp Electro Titan đến từ Suyoi. Bạn ấy sẽ thả set ở đâu đây? Đầu tư quản giáo đi ở góc dưới, chả lẽ bắt vào pháo đầy đá này và liều thợ xây sao? Không, bắt vào máy bắn đá và Xbo. Chào tất cả các sếp mới vô nha. Càng về cuối trận gùa nó càng hay. Vâng, chào tất cả 700 anh em đang xem. Vâng, sếp nào mà chưa follow nhớ follow em nha. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục có những trận đánh nữa của anh em Hà Nội Royal. Trận này mà đội bạn bị một sao cái thì đúng là vâng bùng nổ các sếp ạ. Em vừa xem lại sếp vừa chơi lại tao hơn một. Ok sếp ơi. À em chưa đủ pet thôi chứ em sẽ làm siêu phẩm. Ok sếp Thành. Sếp Thành là cũng lên top top nhiều đấy. Một phá phá tường nữa. Đúng rồi. À quên đội bạn à. Nhầm phải xịt chứ nhỉ. Vâng, 3 Ice Golem ở trong turn đánh này sẽ làm nhiễu em Electro không sếp? Cầm chân của đội bạn lại. Đúng, giữ lại không cho đi. Giữ lại ở đấy, đúng rồi. Câu giờ. Một sao cái thì đẹp. Cứ đứng đấy câu giờ vào. Đúng rồi, chào tất cả các sếp nhá. Có một mình nhảy Electro Titan. Ô vẫn như vậy, nhà của Tô còn chưa được 5 sao cơ. Nhà Tô mới có 4 sao, quản giáo chưa gồng. Úi dồi ôi. Căng thế à giời. Cái gì đấy? Sao đội bạn giờ này quân vẫn còn đông thế? Ảo thật đấy. King, Queen và Royal chưa gồng. Quá. Sao vật lý Ấn Độ trận này lạ thế nhở? Ghê. Úi dồi ôi. Mình tưởng các bạn không lìa chứ các bạn cũng lìa. Vãi trưởng thật. Càng thế. Vâng. Mặc dù Electro Titan nhìn thì nó không thấy đâu mà nó đi đến đâu nan đến đấy. Cũng là do một phần nhà của chúng ta chưa mắc. Nhà của tôi chưa cứng. Đèn. Đúng đèn luôn.